được ra đời để thay thế cho mẫu Vespa S. Nhưng Sprint không phải là cái tên mới trong lịch sử gần 70 năm của dòng xe Vespa. Năm 1965, Piaggio đã lần đầu tiên tung ra thị trường mẫu xe hai thì Vespa Sprint 150. Sprint theo tiếng Ý có nghĩa là vua nước rút. Điều này xuất phát từ những cải tiến đáng kể về động cơ và khung sườn so với hai mẫu xe tiền nhiệm là Super và Standard, giúp xe vận hành mạnh mẽ và ổn định hơn rất nhiều. Thực ra thì mình cũng có cơ hội cầm lái những chiếc Vespa đời trước, như là chiếc Vespa S, thì cảm nhận mình thấy thì là Vespa đời trước máy kêu khá là lớn, khởi động cũng khá là ồn. Thêm vào đó nữa là chiếc xe nặng và hay hỏng vặt. Đó, vì thế nên là khi mà nói là mua Vespa, mọi người cũng có tâm lý khá là e ngại. Tuy nhiên sau một thời gian tìm hiểu và sử dụng thì mình cảm nhận thấy là chiếc Vespa đời mới bây giờ hoàn toàn loại bỏ được những cái nhược điểm đó. Thực tế thì mình đã có trải nghiệm cả hai cung đường là đi trong phố và đường trường. Đi trong phố thì gần như là mình đi hàng ngày rồi, bởi vì đấy là công việc của mình. Còn đi đường trường thì vừa rồi mình có thực hiện một chuyến đi xuyên Việt từ Hà Nội vào đến Cà Mau và từ Cà Mau quay trở lại bằng xe Vespa trong vòng 1 tháng 10 ngày. Vì thế nên là mình cũng có một chút kinh nghiệm về đi đường trường. Thì trước khi mà bắt đầu chuyến đi, mọi người đều quan niệm rằng xe Vespa là một chiếc xe đi trong phố, phù hợp đi trong phố. Thực tế đúng là như vậy. Vespa là một chiếc xe rất là linh hoạt khi đi trong phố, kích thước nhỏ gọn. Thứ hai nữa là khả năng điều khiển rất là dễ dàng. Tuy nhiên khi mà lên đường trường thì Vespa cũng chứng tỏ những cái điểm mạnh của mình. Ví dụ như là thân xe rất là đầm chắc, vì vậy nên khi mà mình đi đường trường thì không có cảm giác bị bay. Cùng với đó là ở giải tốc độ cao từ 40 km/h trở lên thì xe rất là chắc và khả năng tăng tốc rất là tốt, khá là đều. Thực ra là khi bắt đầu chuyến đi thì chúng mình cũng rất băn khoăn rất là nhiều khi lựa chọn phương tiện cho mình. Tuy nhiên là qua những cái kinh nghiệm của các chuyến đi trước thì lần này chúng mình chọn chiếc Vespa vì nó có khá nhiều khu vực vị trí để đồ. Ví dụ như là khu vực để chân này, mình có thể để được một ba lô rất là to. Khu vực cốp cũng rất là rộng. Cái phần cốp có thể để được, thực ra trong cái chuyến đi vừa rồi thì phần cốp có thể để được toàn bộ quần áo của mình. Và quần áo của bạn, người đồng hành của mình thì được để ở khu vực ba ga sau. Hoàn toàn là rất là thoải mái. Toàn bộ phần yên được dành cho người lái và hành khách phía sau, không hề mất quá nhiều không gian để cho khu vực để đồ nữa. Thực ra thì có rất nhiều kỷ niệm, nhưng mà cái mà mình thấy là vui nhất và rất là thú vị đấy là khi mình đi gần như đến đâu thì mọi người cũng rất là ngạc nhiên, bởi vì chưa ai bao giờ có khái niệm là mang một chiếc Vespa đi phượt cả. Ví dụ như là chuyến đi này thì mình đi khoảng độ 300 cây số một ngày. Đó, thì khi đến Đà Lạt thì ngày sáng nào anh chủ khách sạn, mình ở đó mấy ngày, và sáng nào anh chủ khách sạn cũng xuống cũng hỏi có thật không, có thật là đi Vespa từ Hà Nội vào đây không? Không thể tin được. Mọi người đều nghĩ rằng là chiếc Vespa là một chiếc xe rất là tốn xăng. Đó cũng là suy nghĩ của mình trước khi mua xe. Tuy nhiên sau khi mua xe và sử dụng thì mình cũng có đo rất là nhiều lần trên đường đi làm, là đường trong phố, và cũng như là trên chuyến hành trình vừa rồi thì mức nhiên liệu tiêu thụ của chiếc xe là đối với mình là 2,5 lít trên 100 km. Mỗi lần, ví dụ mỗi ngày mình khi bắt đầu hành trình thì mình có đổ khoảng độ tầm 150.000 tiền xăng xe, và chiếc xe chạy được khoảng độ hơn 300 cây số. Đó, đối với mình thì 2,5 lít trên 100 km là một con số khá là ấn tượng đối với một dòng xe nặng như Vespa. Vì thế nên là mình hoàn toàn rất là hài lòng với mức tiêu thụ của chiếc xe. Là một mẫu xe được trang bị động cơ Iget, công nghệ phanh ABS và đặc sản khung xe liền khối, Vespa Sprint liệu có tạo được sự khác biệt với hai bạn trẻ yêu thích khám phá những vùng đất màu mỡ trên dải đất hình chữ S?